sốc với thân thế của bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống sau khi xét nghiệm ADN. Ngày 19 tháng 2, trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đã xác định được danh tính bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần miệng cống nước vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Quá trình tìm kiếm người thân cho bé gái, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN và kết quả xác định bé gái sơ sinh chính là con ruột của vợ chồng ông NTH, hiện đang là chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây. Sau khi có kết quả chính xác, ông NTH giải trình với lãnh đạo và cho rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến khi xảy ra sự việc. Hiện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phối hợp cùng với lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi và xử lý tùy theo mức độ, ông Đức khẳng định. Trước đó, như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, người dân thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây nghe thấy tiếng khóc của trẻ em nên đã vội đi kiểm tra. Tại vị trí ở gần miệng cống nước, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi đang còn nguyên dây rốn và được cuốn trong một chiếc áo. Qua kiểm tra ban đầu, bé gái nặng khoảng 2,4 kg. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng và được chính quyền xã Sơn Tây làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về trạm y tế xã để chăm sóc. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây đã cử cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và thông báo tìm người thân cho cháu bé. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.